Tôi là Phan Thị Thanh Thuận, 66 tuổi, ở Hà Nội. Xin được chia sẻ về bệnh của mình để được các bác sĩ tư vấn. Dạ vâng. Từ tháng 3 năm 2016, tôi bị ca đại tràng trái, cắt bỏ 20 cm, và được cái giải phẫu bệnh của tôi là T3N2M0. Và bác sĩ cho truyền 8 lần hóa chất thì bác sĩ báo là không hợp thuốc. Sau đó đổi thuốc mới truyền được 3 lần thì sức khỏe của tôi rất là xấu. Vâng. Chân tay tê bì, yếu, phải di chuyển bằng xe lăn, không đủ sức để vào hóa chất. Và bác sĩ cho dừng và không dùng lại thuốc gì. Nhưng tháng 6 năm 2018 tôi lại bị ca vú và phải phẫu thuật. Bác sĩ cho truyền 6 lần hóa chất, 18 lần đích và xạ 25 lần. Thế đến tháng 1 năm 20 thì lại phát hiện có u phổi trái. Mổ và cắt u phổi, cắt cái thùy trên u và thùy trên của phổi trái. Và xác định là u phổi này là do đại tràng di căn. Và bác sĩ cho truyền tiếp 12 lần hóa chất. Và kết thúc vào tháng 7, hết tháng 7 của 2020. Thì tháng 8 thì do bị phù tay voi cho nên bác sĩ chuyển so xuống vật lý trị liệu. Thì từ khi mà được chuyển xuống vật lý trị liệu thì cứ sau 3 tháng đi khám định kỳ một lần. Thì cái lần khám định kỳ gần đây nhất của tôi là kết quả chụp CT là phổi. Kết quả nó phổi có nhiều nốt vôi hóa, sơ hóa thùy phổi, thùy giữa của phổi phải và thùy trái, thùy trên của phổi trái. Kết quả siêu âm thì có u máu ở gan phải, siêu âm rồi gan nhiễm mỡ, siêu âm ngực thì vết mổ và nách còn nhiều dịch. Thì tôi thấy là xong qua những lần điều trị thì tôi chưa được các bác sĩ chỉ định là dùng thuốc gì. Bản thân tôi thì hiện nay là vừa ca đại tràng vừa ca vú và lại đã bị đại tràng di căn phổi rồi, và tình trạng là kết quả của khám định kỳ vừa rồi là như vậy, cho nên là tôi bản thân tôi rất là hoang mang, cũng rất muốn được các bác sĩ tư vấn cho tôi chỉ định nên dùng loại thuốc như thế nào cho phù hợp để cho cái yên tâm về cái mấy bệnh ung thư của mình. Thực ra là tôi rất là lo lắng về sức khỏe và rất mong được các bác sĩ tư vấn. Ví dụ như nghe thấy bác sĩ nói là có thể dùng thuốc đích hay là có những đã điều trị theo đa phương thức thì tôi cũng chưa rõ là bệnh của tôi như thế thì có được sử dụng thuốc như thế nào ạ. Xin cảm ơn các bác sĩ ạ. Dạ vâng, xin rất muốn được mong muốn được nhận tư vấn từ các bác sĩ. Vâng, xin cảm ơn và xin chia sẻ với bác Thuận đúng không ạ? Vâng ạ. Vâng, câu hỏi của bác thì chúng tôi xin được chuyển tới Phó sư Vũ Hồng Thăng sẽ cùng trao đổi trực tiếp với bác. Vâng, chào bác Thuận. Thì cũng không may là bác mắc hai bệnh ung thư một lúc, cả ung thư vú và ung thư đại trực tràng. Tuy nhiên, ung thư đại trực tràng và ung thư vú. Tuy nhiên là chúng ta đều thấy là cái ung thư vú thì các bác sĩ đã phẫu thuật, sau đó là hóa chất đủ rồi, điều trị đích. Thì tôi hiểu đây là trường hợp bác có một hiện tượng gọi là khuếch đại cái gen HER2. Đấy, với các cái phác đồ điều trị như thế này thì bác hoàn toàn là yên tâm là một cái phác đồ đã chuẩn mực về các cái điều trị ung thư vú trên thế giới hiện nay. Còn về ung thư đại trực tràng thì nó đã viêm vào phổi, các đồng nghiệp của chúng ta đã cắt cái khối di căn ở phổi thì hoàn toàn chúng ta đã nói là cũng vẫn có tiềm năng, tức là bác vẫn có thể là cắt được cái tổn thương đó là khỏi vì chúng ta không phát hiện một cái di căn ở đâu cả. Thì tuy nhiên trong cái tâm trạng của bác hiện nay thì là một cái tâm trạng là lo lắng. Thì tôi nghĩ là hoàn toàn cũng thông cảm và cũng sẻ chia với bác. Thì chúng ta đã mắc một cái bệnh như vậy thì chúng ta lo lắng. Nhưng mà chúng tôi cho rằng là bác thứ nhất là bác nên yên tâm tiếp tục là điều trị bằng cái vật lý trị liệu. Đặc biệt là bác có thể là chọc các hút các cái dịch, các nách cho bác bị viêm. Rồi là chế độ ăn uống làm sao cho điều trị các cái thuốc để giảm các gan nhiễm mỡ. Đó là hoàn toàn chúng ta nên kiểm soát được trong tầm tay. Và chúng ta nên tập vật lý trị liệu bằng các cái tập thở. Vì phổi chúng ta đã cắt nó có ảnh hưởng đến tuổi 66 và chức năng hô hấp nó sẽ ảnh hưởng. Còn đối với mấy bệnh về ung thư vú và ung thư đại tràng ấy, thì chúng ta đều thấy là đối với nguy cơ thì hiện nay mà nói thì có vẻ đáng ngại hơn ở cái trường hợp ung thư đại trực tràng. Vì trước đây nó đã di căn vào phổi chúng ta đã cắt.
Tuy nhiên nó có nguy cơ nó sẽ bị tái phát tiếp ở đâu đó một thời gian nào đó. Tuy nhiên là những cái thuốc hiện nay mà để gọi là phòng cho ung thư nó không thể phòng cho nó không thể tái phát, không thể di căn nữa, thì rất tiếc là đối với khoa học phát triển hiện nay thì chúng ta chưa có một cái thuốc nào mà chúng ta có thể uống vào để cho những người bệnh nhân không bị tái phát di căn cả. Thì điều này thì nó phụ thuộc vào chúng ta là gì? Một là chúng ta phải ăn uống lành mạnh, chúng ta vẫn phải bị cần phải giống như một người không mắc ung thư, đó là gì? Ăn hạn chế chất béo, ăn nhiều chất xơ, luyện tập thể dục thể thao. Và hoàn toàn khoa học đã chứng minh đối với những trường hợp này thì cái nguy cơ bị ung thư và ung thư tái phát nó cũng giảm đi. Và đặc biệt là bác có nên thể dục bằng cách đi bộ, rồi bác ăn uống tâm lý thoải mái, rồi là các cái thuốc cân đối, đặc biệt là tăng các cái vitamin. Có một số cái thuốc ví dụ như là bác có thể tăng các cái vitamin A, nó uống nó cũng phòng ung thư. Thì đấy là những trường hợp mà nó hiện nay nằm trong tầm kiểm soát bằng khoa học đã chứng minh và bác vẫn có thể hoàn toàn thực hiện được. Và tuy nhiên ấy, bác đừng quên rằng mình đã đang đi điều trị khám ở cái phục hồi chức năng, và chúng ta kết hợp với khám sàng lọc cũng như là khám định kỳ rồi ung thư đã chịu trước đây, thì tôi cho rằng là trước mắt thì bác nên yên tâm bớt lo lắng đi và yên tâm thực hiện theo những lời khuyên mà tôi vừa mới chỉ dẫn cho bạn.